Thưa quý vị, ngày 8 tháng 5, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An phối hợp Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh tổ chức chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương năm 2024 tại xã Bình Thạnh, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An. Dự chương trình có ông Kim Rương, tỉnh ủy viên, trưởng ban dân vận tỉnh Trà Vinh, bà Kiên Thị Minh Nguyệt, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Trà Vinh, bà Đặng Thị Ngọc Mai, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Long An, Đại tá Trần Văn Oanh, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh, Đại tá Dương Văn Dược, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An cùng đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bộ đội Biên phòng hai tỉnh Long An, Trà Vinh cùng lãnh đạo huyện Mộc Hóa. Phát huy kết quả đạt được trong chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương giai đoạn năm 2021-2023, các đơn vị tiếp tục thực hiện chương trình tập trung vào các nội dung như tổ chức các hoạt động tuyên truyền, duy trì xây dựng mới các mô hình sinh kế bền vững ở khu vực biên giới, nâng cao hiệu quả hoạt động các tổ chức hội cơ sở và các chương trình phong trào vận động, hướng dẫn phụ nữ tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, phối hợp đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội. Chương trình tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực như trao nguồn lực 30 triệu hỗ trợ thực hiện mô hình sinh kế giúp hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn, trao tặng 25 suất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi trị giá 25 triệu đồng và 460 bình lọc nước trị giá 450 triệu đồng. Qua 3 năm thực hiện, hội phối hợp với Bộ đội Biên phòng luôn đồng hành và quan tâm các hoạt động chăm lo cho gia đình và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, được cán bộ, hội viên phụ nữ và cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, mạnh thường quân và các tổ chức hưởng ứng, ủng hộ chương trình để thăm hỏi, giúp đỡ, hỗ trợ cán bộ, hội viên phụ nữ nghèo ở khu vực biên giới, hỗ trợ học bổng, xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi, nhà mái ấm tình thương cho hội viên nghèo và tặng quà, mô hình sinh kế, thẻ bảo hiểm y tế cho phụ nữ nghèo khó khăn, thực hiện một tuyến đường hoa xanh, sạch, đẹp, tặng 600 bình lọc nước cho các hộ nghèo với tổng trị giá đã hỗ trợ gần 800 triệu đồng. Thưa quý vị, chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An thực hiện có hiệu quả, bước đầu tạo được sức lan tỏa trong cộng đồng, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi cách nghĩ, cách làm để chị em vươn lên, khẳng định bản thân, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội và công cuộc bảo vệ biên giới.